Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong video ngày hôm nay. Sống lâu chưa hẳn là có phúc. Nếu thân xác bị tật bệnh liên miên hay cuộc sống cơ cực, thiếu trước hụt sau, vợ chồng cãi vã, con cái bất hiếu ngỗ nghịch. Sống lâu có phúc mới là cuộc sống đáng mong cầu. Cổ ngữ có câu: mệnh do kỳ tạo, phúc tự kỳ cầu. Nghĩa là khẳng định vai trò làm chủ bản thân, làm chủ vận mệnh của mình. Số mình do mình tự tạo ra, hạnh phúc do mình tự tìm đến. Khi bạn luôn tích phước cho bản thân thông qua hành động của mình, cái phúc, cái đức mà bạn tích được sẽ khiến cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn từng ngày. Sống ở đời, bạn có bao nhiêu phúc khí trước giờ đều không tự rơi từ trên trời xuống, mà do chính bản thân tích lũy ra. Khi bạn không có đức hạnh, cuộc sống lúc trẻ của bạn dù có tốt đẹp đến đâu, sau cùng hạnh phúc cũng sẽ cạn kiệt khi về già. Người xưa khẳng định có 8 kiểu người, càng về già càng hưởng phước đức. Hãy nghe xem mình có thuộc kiểu người này không. Nếu thiếu sót ở điểm gì thì chúng ta cố gắng hoàn thiện để vận mệnh phía trước được tươi sáng. 1. Người tự giác có chí tiến thủ. Một thạc sĩ kinh tế học từng nói: mọi sự vĩ đại đều xuất phát từ gian khổ. Với hầu hết những người thành công đều phải trải qua những gian nan vất vả. Một số người sau cùng có thể nổi bật và tỏa sáng, tất cả là bởi họ đã tích lũy và đánh đổi rất nhiều mọi thứ từ bản thân họ. Trên mạng từng chia sẻ câu chuyện về một thanh niên nọ có xuất thân rất khó khăn. Sau khi sinh ra không được bố mẹ chăm sóc, cậu ở cùng người ông đã hơn 60 tuổi của mình. Nhưng cho dù cuộc sống có khắc nghiệt với cậu ra sao, cậu cũng chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Mỗi ngày cậu đều nỗ lực hơn các bạn đồng trang lứa. Khi các bạn đi chơi, cậu ngồi nhà học bài, giúp ông làm việc nhà. Cứ như vậy, cậu luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, đồng thời thi đỗ vào trường đại học mình yêu thích với thành tích đứng nhất toàn thành phố. Cuộc sống gia đình và sự nghiệp sau này cũng đều rất thuận lợi. Có một câu nói này rất hay: nỗ lực nó giống như nước chảy đá mòn. Có thể chúng ta sẽ không thấy được chút tác dụng gì trong thời gian ngắn, nhưng nếu bạn kiên trì tới cùng, bạn hoàn toàn có thể thay đổi cả cuộc đời mình. Trên đời này, thành công không dễ dàng đến với ai, may mắn không phải lúc nào cũng xảy ra. Chỉ khi bạn có kỷ luật, có chí tiến thủ, tất cả những khó khăn bạn phải chịu đựng rồi sẽ có một ngày biến thành phước lành của bạn. Bạn càng chăm chỉ khi bạn còn trẻ, cuộc sống của bạn sẽ càng chất lượng khi bạn về già. 2. Người thường xuyên làm việc tử tế. Lòng tốt giống như một dây chuyền, chỉ cần bạn sẵn lòng cho đi thì lòng tốt sẽ tăng lên. Và sau cùng, tất cả lòng tốt mà bạn cho đi sẽ được đáp lại theo một cách nào đó. Nhân vật chính trong bộ phim nước ngoài có tên Bạn đời hoàn mỹ là một người vô cùng tử tế, cả trong cuộc sống lẫn công việc. Anh luôn rất tốt bụng với mọi người. Trong công việc, anh sẵn sàng chịu thiệt thòi để thanh toán cho người khác. Còn trong cuộc sống, anh sẽ dành cho người khác sự quan tâm, chăm sóc nhiều nhất mà mình có thể. Có thể trong mắt nhiều người, anh ấy rất ngốc. Dẫu sao thì khi người khác mãn nguyện cũng là lúc anh mất đi một thứ gì đó. Nhưng sau này, giúp khi anh bị ép nghỉ việc, một người từng được anh giúp đỡ đã không ngần ngại giúp đỡ lại anh, giúp anh thoát khỏi những bế tắc trong sự nghiệp. Một người từng nói: cuộc sống là một tiếng vọng. Khi bạn cho người khác điều tốt nhất, bạn cũng sẽ nhận lại điều tốt nhất từ người khác. Khi bạn cho đi lòng tốt càng nhiều, bạn sẽ thấy rằng con đường của mình ngày một rộng hơn. Khi bạn gặp khó khăn, sẽ luôn có người mà bạn từng giúp đỡ ở đó để mở ra cho bạn một cánh cửa khác. Lòng tốt là một loại đầu tư tốt nhất. Có thể vào khoảnh khắc bạn cho đi lòng tốt của mình, bạn sẽ tạm thời mất đi thứ gì đó. Nhưng hầu hết, những thứ đã mất này sẽ đều được biến thành những lòng tốt, những sự giúp đỡ quý giá. 3. Người biết buông bỏ và suy nghĩ lạc quan.
Sau khi gặp quá nhiều trắc trở, chàng trai tìm đến người anh để tâm sự. Chàng trai nói: em làm việc cũng nhiều năm rồi, cố gắng như vậy nhưng không được sếp công nhận, em không cam tâm. Người anh cười lớn và nói: nếu mọi chuyện đều diễn ra theo ý muốn thì có lẽ cậu không than vãn đâu nhỉ. Nguyên nhân chính là cuộc sống luôn không đủ đầy như thế, nên chúng ta mới phải phấn đấu để che lấp lỗ hổng đó đấy. Đi rồi mới biết đường bị tắc, vậy thì phải đứng tại chỗ luôn sao? Đương nhiên là không thể. Ai cũng phải tìm cách, một là phá đường, hai là tìm đường mới. Cái này không phù hợp, nhưng không đồng nghĩa cái khác cũng không phù hợp. Muốn tìm thấy con đường mới thì đầu tiên phải biết buông bỏ đường cũ, nghĩ thoáng và thông, không loay hoay chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Người có suy nghĩ lạc quan, ít tham trách cuộc sống thì về già họ ít bệnh, ít phiền não mà luôn an vui với những gì mình đang có. 4. Người luôn nở nụ cười và tấm lòng rộng mở. Một chữ cười có thể vẽ lên cả tấm lòng và thế giới tâm hồn. Khi gặp vấn đề mà chỉ biết mặt nhăn mày nhó, than trời trách đất, vậy chẳng thể có hạnh phúc. Dùng nụ cười để đối mặt với tất cả, lòng cũng thư thái và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Con người sống trên đời có thể đau khổ nhưng không được quá lâu, có thể buồn bã nhưng không được để nụ cười tắt mãi trên môi. Chỉ có cười bạn mới sống vui vẻ. Người bình thường có một đặc điểm thế này, đó chính là nghĩ không thông, khó nuốt trôi cơn giận, từ đó đánh mất cách nở nụ cười, lúc nào cũng gặp cản trở, cuối cùng phải sống trong cảnh bào mòn cảm xúc của mình. Trên thực tế, cười còn có thể hóa giải vấn đề, khiến khúc mắc nhỏ đi, thậm chí là biến mất. Ngoài ra, khi gặp một người đang phiền não thì một nụ cười an ủi, một cái ôm cũng đủ khiến người ta vực dậy tinh thần và tự tin về phía trước. Phước đức đơn giản là như thế, chỉ cần làm cho mình và cả người cùng vui, cùng vượt qua mọi khó khăn phía trước thì phước sẽ tự nhiên sinh ra. 5. Người luôn vững vàng, mạnh mẽ, sống thiết thực. Quân tử phải có bản lĩnh vững vàng, sống phải có tâm. Bạn có bao nhiêu bản lĩnh sẽ quyết định phúc khí của bạn có đủ đầy hay không. Nên nhớ rằng, người không có bản lĩnh, không có đức thì phúc khí cũng mỏng manh đến tội nghiệp. Người chỉ biết khôn vặt để trục lợi thì hậu quả nhận được hoặc là trắng tay, hoặc là mệt mỏi cả đời. Con người có quyền được lựa chọn bản thân trở thành người như thế nào. Nhiều người cho rằng sống quá thật thà sẽ không thể giàu có, bị cuộc đời hà hiếp. Nhưng bạn phải hiểu rằng thành tâm làm người, thật thà hành sự, như thế thì mới có phúc đời đời về sau, đồng thời cũng thỏa với lương tâm của mình. Người trong lòng có quỷ thì giàu sang đến mấy cũng chẳng có phúc. Người đủ đầy thiện lương cho dù lạc lối đến mấy cũng có thể tìm được đường ra. 6. Người biết cách thỏa mãn để tìm niềm vui, hiểu được khả năng của bản thân. Đến một độ tuổi nào đó, bạn sẽ nhận ra tình yêu thật sự rất quan trọng, nhưng kiếm tiền lại quan trọng hơn. Đương nhiên, chúng ta phải biết rõ năng lực của bản thân. Tiền càng nhiều thì nguy cơ cũng trùng trùng. Nhiều người chỉ có năng lực kiếm được 10 triệu, nhưng lại ép buộc bản thân phải kiếm được 100 triệu. Vậy thì đây có được xem là không biết người biết ta hay không? Năng lực bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Trong đầu trí tuệ bao nhiêu thì thế giới trước mắt cũng mở ra bấy nhiêu. Đừng bao giờ vượt quá giới hạn, cũng đừng làm những chuyện vượt quá khả năng của bản thân. Một khi lực bất tòng tâm, chúng ta thường dễ nảy sinh khúc mắc trong lòng, thậm chí đau khổ khôn nguôi. Tật bệnh sẽ sinh ra từ những ưu phiền, thì cho dù bạn sống lâu cũng không được thảnh thơi. Còn một người biết rõ bản thân mình, dù đã cố gắng nhưng không đạt được sẽ luôn cảm thấy hài lòng, thì về già người này sẽ an nhàn, không có gì khó chịu bứt rứt. 7. Người có lòng biết ơn.
lòng biết ơn người khác phát ra từ trong tâm sẽ khiến quý nhân cho rằng việc giúp đỡ bạn là đáng giá. Còn nếu bạn là một người trong lòng đầy bực tức, có lối nghĩ phản đối, không ngừng oán giận người khác, thì quý nhân không dám lại gần để giúp đỡ bạn khi cần thiết. Biết ơn là đức tính tốt đẹp trong văn hóa truyền thống. Người biết ơn là người hiểu biết lễ nghĩa, coi trọng đạo đức làm người. Người như vậy tất sẽ được phúc báo tốt đẹp. Đặc biệt với những người có hiếu với cha mẹ, yêu thương anh chị em thì tạo phước rất lớn. Trong đạo Phật có câu: phước đức lớn nhất là phụng dưỡng cha mẹ. Người đối xử với đấng sinh thành thế nào thì về già cũng được con cái đối xử như thế. Âu cũng là nhân quả. Hơn nữa, những người có hiếu thường rất thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc hôn nhân. Về già, họ cũng hưởng được phúc phần ấy. Ngược lại, người bất hiếu thì dù trẻ hay già cũng đều gặp những trắc trở. Bởi cha mẹ là người có ân lớn, mà người đó vô ơn thì ai còn dám tin tưởng để làm ăn hay gắn kết lâu dài. 8. Người có ý thức về sức khỏe. Cuộc sống giống như một dãy số khó đoán định. Sức khỏe là nền tảng của mọi thứ. Nếu không có sức khỏe thì địa vị cao đến đâu, gia đình tốt thế nào, cuộc sống vẫn khổ vì lúc đầu cũng đau nhức liên miên trong cơ thể. Những người chú ý sức khỏe thường có lối sống điều độ. Họ sẽ không bao giờ đánh đổi sức khỏe của mình. Dễ dàng nhận thấy người ý thức sức khỏe sẽ khỏe mạnh, trẻ trung hơn người cùng tuổi. Cuộc sống là một cuộc chạy marathon, không phải ai chạy nhanh mà là ai chạy lâu hơn. Người khỏe mạnh mới có thể chạy lâu hơn, xa hơn trong cuộc đời và mới có thể hưởng phúc. Trên đây là 8 kiểu người càng sống lâu càng có phúc. Phúc đức không khó để tạo ra, chỉ cần sống tử tế với bản thân và người khác, mang lại niềm vui cho mình và người. Cải thiện những tính xấu thành tính tốt thì phước sẽ tự sinh ra và thu hút những điều tốt đẹp, để về già chúng ta được tận hưởng những thành quả tốt đẹp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Tạm biệt các bạn.